Ok chào cả nhà nha. Nay em sẽ review một đoạn video giới thiệu cái thùng nhớt bên em hay cung cấp cho anh em chế thi lực đây. Đây là một thùng nhớt nha. Thùng nhớt này bên em đã làm sẵn hết rồi. Đó, ông ra nè. Bên trong ông ra là cái lọc có lọc nha. Anh em không lấy lọc là có loại không lọc. Đó. Này là bao nhớt cho anh em luôn. Đó, bao nhớt thì nó trong nhớt chơi thì nó tùy theo. Đó, tối đa là ở cái chỗ mùi độc này nè, bỏ nhớt nha. Đây là cái ống rìa này tiêu là cho anh em xả nhớt cặn ha, mình xả lâu ngày nhớt nó cặn thì mình xả bỏ đi. Tiếp theo nữa là làm sẵn cho anh em hai đường dầu về, hai đường nhớt về nha, hai đường nhớt về rồi ren 21 nó. Đây là trong nhớt chỗ đây, nắp đầy đủ nha, lịch sự nha. Nó có lọc cho anh em luôn, lọc nhớt trước khi châm dầu luôn. Thùng nhớt này thì nếu anh lấy số lượng nhiều thì chỉ khoảng 1,6 triệu một cái thôi. Đó. Nếu mà lấy loại không lọc thì rẻ hơn. Lộ ra này là 27 ly nha. Nó cho bị em giao hai thùng cho khách đây. Đó, ok, anh em nào cần thùng nhớt để chế rồi thì lực là liên hệ em nha. Giao sĩ toàn quốc nha. Đó. Anh em lấy số lượng nhiều thì giao 1,5 triệu đến 1,6 triệu một cái như vậy thôi nha, tùy theo loại có lọc hay không lọc nữa. Ok, hẹn anh em video tiếp theo, chào tạm biệt nha. Thùng nhớt thủy lực mua gì là xài thôi, chứ giờ mà cái nhà tự chế thì cũng cả triệu hơn 1 triệu rồi, nó không lắm ha. Này lọc liếc thì đủ, bỏ nhớt bỏ dầu nghiêm chỉnh. Ok, chào tạm biệt. Thùng này là 20 lít có, 30 lít có đầy đủ nha.